Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện, kênh video chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh. Video hôm nay xin giới thiệu với các bạn là một cái động cơ AC 60V 5kW. Trước khi vào xem chi tiết thì mong các bạn nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để các bạn có thể dễ dàng xem lại những cái video đã từng xem bên mình và nhận được những cái thông báo khi đăng những cái sản phẩm mới lên. Cái việc đăng ký kênh của các bạn chính là một cái nguồn động lực để cho chúng tôi càng tâm huyết hơn đối với những công việc và phân tích về phần kỹ thuật sâu hơn để cho các bạn cùng nghiên cứu, tham khảo và có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm thích hợp nhất, giá phù hợp nhất và những cái sản phẩm hợp với lại những cái yêu cầu của mình nhất. Động cơ AC nhưng sử dụng điện nguồn là nguồn ắc quy điện một chiều các bạn nhé. Và nó qua bộ biến đổi điện thì nó sẽ chuyển sang dòng động cơ AC. Đây là cái bộ biến đổi điện này. Số lơi còn gọi là bảng điều khiển. Thì qua cái động cơ này là ra 60V AC và điện áp công suất là 5.000 kW, 5.000 W. Đấy. Thì những cái thông số của cái bộ này thì nó ở trên cái phần động cơ đây. Động cơ 5 kW, điện áp 60V, tốc độ là 3.000 vòng trên phút và dòng điện cực đại là 98 A, rất là lớn các bạn nhé. Động cơ này nó rất là khỏe. Các bạn chỉ cần lắp vào cái cầu một số thôi, không cần cầu có số phụ. Nó sẽ cho ra tốc độ rất là nhanh, mạnh. Thường thường những cái dòng này được lắp trên những cái xe sân gôn. Đấy, nó rất là khỏe. Các bạn làm xe chơi cũng có thể dùng hộp số này được. Chỉ cần kiếm cái hộp số nào giảm tốc ít đi một chút là được. Cái động cơ này thì nó rất là nặng các bạn ạ. So với cái động cơ BLDC không chổi than và những cái dòng động cơ ADC loại có chổi than thì cái dòng động cơ này cân nặng nó nặng hơn rất là nhiều. Ví dụ như cái con này là một con động cơ 5.000 W này của nó, nguyên cái động cơ không là nó là 26 kg rồi. 26 kg các bạn nhé, rất là nặng. Và cái ưu điểm của cái dòng động cơ AC này thì ngày xưa có phân tích cho các bạn một lần rồi đấy. Động cơ AC ấy, cái đặc trưng của nó ấy, là nó không sử dụng nam châm. Tại sao không sử dụng nam châm thì lại là một ưu điểm. Và vì về nguyên tắc ấy, nam châm khi mà sinh nhiệt ấy, thì cái từ trường nó sẽ giảm xuống. Mà từ trường giảm xuống ấy, thì hiệu suất của động cơ nó giảm. Có nghĩa là động cơ nó sẽ bị yếu đi. Trong khi đó là cái lượng điện tiêu thụ thì vẫn như thế, động cơ thì lại bị yếu đi. Còn đối với cái động cơ AC này ấy, thì nó không sử dụng nam châm, cho nên là khi các bạn chạy dù động cơ nhiệt độ có tăng lên chăng nữa thì nó vẫn không bị giảm hiệu suất. Đấy. Động cơ nó vẫn mạnh. Ngoài ra thì để đánh giá một cái độ mạnh của con động cơ ấy, thì các bạn cần quan tâm đến cái dòng điện. Đấy, vôn, công suất và dòng điện. Nó sẽ quy ra được cái moment xoắn. Thì các bạn có thể lên mạng tra cái công thức tính moment xoắn. Thì các bạn sẽ tính ra được là cái moment xoắn trên đầu động cơ. Nhiều các bạn cứ nhìn công suất để đánh giá động cơ thì nó sẽ không đánh giá được cái độ mạnh và cái độ yếu. Đấy, các bạn chỉ đi chọn công suất thôi nhưng các bạn không biết được rằng cái động cơ khỏe hay yếu, nó phụ thuộc vào cái moment xoắn, nó còn phụ thuộc vào cái điện áp này, công suất này, dòng điện này và tốc độ này.
thì động cơ nó khỏe hay yếu là ở ba yếu tố đấy, chứ một cái yếu tố công suất không thể đánh giá được cái động cơ khỏe hay mạnh. Các bạn lưu ý nhé. Ví dụ như công thức tính mô-men xoắn thì ta có công thức là mô-men xoắn thì bằng công suất nhân với lại 9,55 trên số vòng quay. Đấy, có nghĩa là một cái động cơ công suất cao, công suất càng cao mà tốc độ càng thấp thì càng khỏe. Công suất càng cao nhé mà vòng tua càng chậm thì càng khỏe. Đấy. Vì vậy là khi một con động cơ cùng công suất nhưng vòng tua nhanh ấy, thì nó lại rất là yếu, yếu hơn nhiều so với cái vòng tua chậm. Đấy. Và cái công suất động cơ ấy, thì nó lại được tính bằng P, thì mình cứ tính đơn giản như P nhân U, P bằng U nhân I, có nghĩa là bằng điện áp và nhân với lại cường độ dòng điện, có nghĩa là ampere, số vôn nhân với ampere để ra công suất. Ví dụ như mình tính như vậy. Đấy. Thì ở những cái dòng động cơ AC, BL, DC ấy, thì nó có cái công thức khác. Ví dụ như U nhân Y nhân với lại cos phi. Thế nhưng mà mình những cái đấy là để tính toán khoa học thôi. Còn để định lượng cơ bản ấy, thì các bạn cứ P bằng U nhân Y thế thôi. Chứ không chuẩn 100%, nhưng đấy là mình đang dựa vào cái công thức ấy để mình so sánh cho các bạn biết tại sao nhiều bạn đi mua động cơ này cứ hỏi công suất, và nhiều bạn mua con công suất rất là to nhưng mà nó lại yếu. Đấy. Và có những con động cơ mặc dù công suất nó nhỏ nhưng nó lại khỏe. Thì là mình hôm nay mình giải thích luôn để cho các bạn hiểu như vậy. Mình hay lên Facebook ấy, mình thấy các bạn này đăng những cái con động cơ 1.000, nó bé tí, nó bé hơn cả cái con 750 mình bán, nhưng mà mình nhìn thấy các bạn mua động cơ 1.000 mà nó còn bé hơn cả cái con 750W mình bán ra. Cho nên là mình phân tích để cho các bạn có cái cách đánh giá. Chứ ví dụ con 1.000W mà giảm tốc bên mình bán nó nặng 13 cân, trong khi đó các bạn mua cái con 1.000, mình nhìn thấy các bạn mua con 1.000W của các bạn mình chỉ thấy tầm khoảng 7-8 cân là cùng thôi. Cái đấy thì nó có hai yếu tố. Một là do cái người bán người ta dán cái tem công suất ảo lên. Hai là những cái hãng người ta bán ra ấy, người ta bán đúng nhưng mà nó yếu. Đúng ở đây là mình vừa phân tích ấy. Công suất thì đúng nhưng dòng điện thấp cho nên cái mô men xoắn nó nhỏ. Mà mô men xoắn chính là cái để đánh giá độ khỏe và yếu của cái động cơ, tức là lực xoắn trên cái trục này các bạn nhé. Moment xoắn chính là lực xoắn trên cái trục ấy. Đấy, thì mình vừa hay nói hai cái công thức để cho các bạn so sánh. Chính cái trên cái điều khiển cũng vậy đấy, các bạn mua điều khiển các bạn cũng mua con 1.000W, nhưng tại sao có con 1.000W nó lại nhỏ bằng một nửa, có những con 1.000W lại to gấp 3 lần. Thì các bạn mua 1.000W về các bạn chạy yếu mà không biết tại sao mà nhanh hỏng. Bởi vì 1.000W đấy là dòng điện nhỏ, dòng điện không đủ cung cấp cho động cơ cho nên là nó yếu. Đấy. Thì 1.000W như của xe đạp điện, xe máy điện đấy, nó nhỏ. Nó giá trị nó chỉ có 300-400 đến 500 nghìn thôi. Nhưng mà bên mình bán một con 800W, giá trị của nó lên đến 700-800 nghìn. Nhưng thứ nhất là cái dòng điện của nó rất là cao, chuyên về dòng 3-4 bánh. Thì có một số cái phân tích sơ bộ như vậy để cho các bạn tự đánh giá và tự thẩm định khi mà mua hàng, tránh mua phải những cái hàng mà giá trị nó ảo. Ở đây mình không nói về hàng đều hay là hàng không đều, mà là giá trị hàng nó không không đúng, hoặc là các bạn mua nó không không định lượng được. Đấy. Thì mình phân tích như vậy. Thì những cái dòng động cơ hiện nay ấy, thường thường bên mình bán là bán theo động cơ của hãng. Nó hay có những cái mã số nó dập trên cái thân vỏ động cơ ấy, thì đấy là những cái dòng động cơ chuẩn. Còn đối với cái bộ này thì mình bán là bán combo luôn, động cơ, điều khiển, chân ga, tay đảo, chìa, ổ khóa là nó đấu sẵn rồi. Cái dòng AC này thì nó sử dụng chân ga loại khác các bạn nhé, chứ không phải dùng chân ga bình thường.
chân ga chuyên của dòng điện AC nó là đặc biệt riêng. Đấy, điều khiển của dòng AC nó có cái đặc thù là nó rất là nhỏ, chứ nó không như dòng điều khiển của dòng BLDC. Ví dụ như con 3000 của cái dòng BLDC nó có khi nó phải to gấp 3 lần con AC này. Nhưng mà điều khiển của nó là kiểu điều khiển của nó khác, cho nên là nó vẫn khỏe và đáp ứng yêu cầu bình thường. Đấy. Còn cái động cơ này nắp vừa với những cái dòng cầu nào ấy, thì mình vừa cho các bạn một số cái kích thước rồi, thì các bạn có thể tự nhìn theo cái kích thước đó để các bạn định lượng xem có lắp vừa hoặc có chế được hay không. Đây ví dụ như thằng này sang này là 14 này. Đấy, cái lỗ này là 18 răng này. 18 răng và nó có cái đường kính trục nó khoảng 18 mm. Đấy. Thì cái đấy thì phải đo chính xác hơn thì mình sẽ có một cái hình ảnh. Tí nữa mình sẽ chụp ở trên phần cuối video, các bạn có thể xem thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video của mình thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những phần thông báo mới khi đăng video lên. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video.